Ba rớt hả? Anh muốn gì? Lulu đúng không? Lulu cốc màu. Rồi anh, nếu mà anh muốn rồi hoặc là kịp mở gì giờ em theo hết á. Thôi cởi ta đi, cởi ta đi. Dạ em đông tay. Rồi anh em mình nhảy. Anh ơi vui rồi. Chỉnh bao đi. Anh Trung nhảy. Anh Trung kịp vào. Là sao đấy Lê ơi? Là sao đấy Lê ơi? Bại luôn rồi. Nè xe lép ơi. Nó còn phút mèo á. Hai ba anh à. Anh em chết anh Quyền cười vui dữ anh Quyền. Ừ thế nó đi luôn rồi anh ba ơi. Hai 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 bị lính lính hai cái mèo. Vậy giả bộ đứng cam luôn, giả bộ đứng cam cho nó luôn. Nè nó 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 nó. Ủa sao không đánh chạy. Né rồi anh ba. Tao bấm nhầm, em nè, em bấm nhầm rồi cái... xe lép, à đây, hàng sụp nó không lát nè, không lát không rờ. Anh em ơi. Biết nó xuống này, thấy không? Biết nó xuống rồi nè, biết nó xuống rồi. Đánh nhau bùn bùn á, đánh nhau bùn bùn á. Chạy. Trời ơi. Đã hiệp hả bạn? Tao đéo thấy cái đường chạy ở đâu. Rồi đi ơi. Mấy đá nè anh. Theo. Đợi nice sir. Vào mình rồi. Làm tính tài nó. Né góc này ra lên quyền, né góc này ra lên quyền. Ai giờ dọn này đi 40 rồi. 2 3 2. Có chồng. Lên anh mày. Lên. Bảo rồi. Này tên Lê là chơi đằng vào đất nè. Chơi vào đất lên nè. Ôi chó. Má à, chó kia lượt dao gấp thịt mày. Tiếp mày. Má anh Trung giữ vị trí ác quá à. Giữ vị trí bắn rồi. Má anh Trung này mình xạ thủ mà mình phải giữ vị trí chứ. Vô. Anh có rồi. Vô. Má thì nó sống luôn kìa. Trời ơi luôn. Tết thì chơi bú cái này đậm luôn á nha. Tết thì chơi bú chiến cái đậm. Đánh một đánh bà á chiến. Sao anh bạn đưa rủ em vô. Anh có rờ. Rồi chơi. Hay giờ lên. Này anh Mai. Chơi đây, cứ chơi đây, Mai cứ chơi. Lên. Chạy đâu. Trời ơi. Cái đâu con sói vậy. Cây. Quýnh em chung ở bên đó, đây. Ngon. Hai cái cục to này. Chú kì buông rồi. Đây luôn. Rút thằng Mai về ăn hết CC vô người. Rút thằng Mai về trả hết CC vô người, nó trả thông kinh mạch. Trời. Tụi mày ừ. Trời đó. Đó thấy chưa, lăn xả vậy còn muốn gì. Rồi. Nó phải kẻ băng sau nha. Em ba động thẳng hết rồi. Kẻ xong nó lùi nè, nó kẻ xong nó lùi. Biết luôn nè, em biết luôn rồi mà. Rồi sao tới. Đừng bỏ em Minh Quyền. Bắt đầu đi. Hiểu lắm nha. Thôi em chưa hỏi tóc biết. Được á, ăn được á. Elite gà này, Elite gà ra. Mai, Elite đi đường này ra nè.
đã mết rồi. Đi chạy đi, bỏ vũ đi, bỏ vũ đi ba. Đánh lại bay, đừng chạy bay, đừng chạy bay, chạy bay. Này anh đằng sau nè. Kết cũng đẹp rồi. Cái gì cái gì? Em muốn bảo gì? Cái kết của cái bạn bỏ. Ê, nó khai vũ. Vũ cân bay trên top và vũ cút mới vui nha. Dám lắm mới chứ. Nó dạng vũ đánh thủy nữa. Thôi, đôi khi cuộc sống phải bắt mình ích kỷ. Dữ vậy dữ. Lọc luôn em ơi. Vũ ơi, đi chung nữa Vũ. Anh đồ anh kéo là Vũ dồn là đi à. Anh có xô em vô như anh ba không? Không không không, anh kéo em lên là Vũ 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 qua Vũ. Qua nè. Hiểu xìu vậy ta. Xô á. Kê. Bị tắt rồi, bị tắt cấp rồi, bị tắt cấp rồi. Lên, lên. Má, mày đánh cống hiến quá, phải giảm giá 5k nha anh em ơi. Có, ê, tiếp tục. Penta chứ. Em luôn đi. Cái nữa, cho Penta, cái nữa Penta. Em luôn đi, em luôn đi. Em đi, hơi xui đi, nó tính nhiều tính. Hơi xui đi, tính nhiều tính. Luôn đi chứ mình cũng an toàn rồi. Má em mai đừng giảm không gì trời, có công với cách mạng đó nha. Ai cha công với cách mạng thì hả 10.000. Ba trăm ba. Ừ trời ơi vũ nó ba 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 trăm tư ba trăm tư ba trăm ba cút chứ. Ừ. Vũ kinh má rồi để làm gì? Kinh ba xong rồi ra tiền. Anh cân ba. Anh đi lẻ. Anh đi bắt liên tục. Giống đủ mai nó chửi viewer xả giận nè. Còn trường hợp của tôi sao chứ. Trường hợp của anh thì ra tiền chứ sao. Tôi có được hỗ trợ giảm giá gì không à.